những ngày qua người dân địa phương đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về công trình đang xây dựng năm cánh tay khổng lồ dọc bãi biển hải tiến huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa có ý kiến cho rằng công trình này có tính thẩm mỹ không cao có nguy cơ mất an toàn cho du khách khi công trình bằng bê tông cốt thép được xây dựng ở vùng nước mặn sẽ bị nước biển ăn mòn dưới chân công trình theo tìm hiểu của tuổi trẻ online, dự án xây dựng 5 cánh tay khổng lồ nêu trên do Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa làm chủ đầu tư, thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân huyện nên không phải xin ý kiến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, các nhà chuyên môn. Ông Nguyễn Văn Tú, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng Hóa cho biết, công trình này có mục đích là các tròi canh bãi biển hình bàn tay, là nơi để nhân viên cứu hộ ngồi quan sát du khách tắm biển, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời ông tú cho biết thêm trước khi lựa chọn hình bàn tay để làm các tròi canh cũng đã tham khảo mẫu tròi canh ở nhiều khu du lịch và quyết định chọn hình bàn tay